Trong khi bóng đá được mệnh danh là ông hoàng của mọi loại thể thao, bóng rổ cũng được ưa chuộng trên mọi nơi trên thế giới, hay cờ vua cũng được đa số người Việt công nhận là một môn thể thao, thì có một bộ môn mới nổi đã chiếm lấy mạng xã hội một cách nhanh chóng. Đương nhiên, chúng ta đang nói đến môn pickleball. Ban đầu, nó giành được sự theo dõi trong cộng đồng hưu trí, nơi nó được yêu thích vì khía cạnh xã hội và lợi ích tập thể dục. Bóng di chuyển chậm hơn so với trong tennis và sân có kích thước bằng một nửa nên thành thạo bộ môn này là không hề khó. Nó cũng có thể truy cập bởi nhiều lứa tuổi khác nhau và các quy tắc rất đơn giản. Trò chơi trở nên phổ biến hơn trong đại dịch Covid-19 khi mà người tìm kiếm những cách an toàn, giãn cách xã hội để tập thể dục bên ngoài. Những người nổi tiếng ủng hộ như Tom Brady, chí fan và sự chú ý ngày càng tăng của giới truyền thông cũng đã thúc đẩy sự phát triển của môn thể thao này. Đồng thời, các phòng tập thể dục và công viên đã xây dựng các sân mới để đáp ứng được nhu cầu. Tuy nhiên, chúng lại bị phần lớn các bộ môn thể thao khác ghét bỏ. Vậy lý do bộ môn này bị hắt hủi đến mức như thế là gì? Để có thể đi sâu vào vấn đề trên, ta phải biết được trước hết pickleball là gì. Về cơ bản, môn pickleball được mọi người ví như bộ môn thể thao được kết hợp từ tennis, golf hay bóng bàn. Tuy nhiên, lại không được thú vị như bóng bàn, gay cấn như tennis hay phức tạp như golf. Với dụng cụ là quả bóng và vợt như bóng bàn to hơn, sân giống sân tennis nhưng nhỏ hơn nên cộng đồng cho rằng chỉ chạy nửa mét là có thể bao được hết sân. Tiếp đến, bởi pickleball được chơi thường xuyên trong các khu thể dục chung hoặc trong khuôn viên nhà ở nên điều này sẽ gây ảnh hưởng đến trật tự công cộng. Để so sánh, pickleball có thể tạo ra tiếng là 55 decibel, được cho là bằng với golf. Tuy nhiên, golf chỉ đánh bóng một lần trong một thời gian rất dài. Trong khi đó, pickleball lại là môn thể thao đối kháng, nên việc đánh qua đánh lại tạo ra nhiều tiếng động là việc vô cùng cần thiết. Và để so sánh với tennis, một môn thể thao được ghi lại là tạo ra tiếng động 45 decibel trên một lần đánh, nhỏ hơn so với pickleball. Ngoài ra, có những ý kiến cho rằng một môn thể thao nào vừa cầm vợt trong buổi sáng và sau bữa trưa là có thể giỏi được, không phải là một môn thể thao, không phải vận động mạnh như quần vợt hay cầu lông, không quá khó so với môn bóng bàn khi phải cống chén của bóng xoáy. Pickleball là môn thể thao dễ tiếp cận cho người mới chơi ngay từ buổi tập đầu tiên, bất kể tuổi tác hay giới tính. Đây là Maggie Cho, một tuyển thủ tennis bắt đầu cầm vợt từ năm 2 tuổi và đã chơi tennis bắt đầu từ đó. Cô cũng được coi là tuyển thủ tennis trẻ trong quốc gia và được kỳ vọng rất nhiều. Tuy nhiên, giờ cô đã chuyển sang bộ môn pickleball và xếp top 50 cho các vận động viên pickleball chỉ sau vài năm luyện tập. Và cô cũng đại diện cho sự khẳng định rằng ai cũng có thể chơi pickleball. Các giải đấu được tổ chức trong môn pickleball thường sẽ được đăng ký không phải bởi những người chơi pickleball lâu năm, mà bởi những người chơi những môn thể thao tương tự như tennis, quần vợt hay ván bàn. Chưa kể, bởi sự chưa phổ biến một cách quá nổi trội tại một số nơi mà những người chơi pickleball không có địa điểm để chơi, bắt buộc phải lấn vào những cái sân của bộ môn khác như tennis hay cầu lông để thỏa mãn được niềm vui thể thao của mình. Một bình luận cho rằng, pickleball không chỉ chiếm lĩnh sân tennis. Tại nơi tôi sống, vấn đề là những người lớn tuổi tình cờ tham gia ủy ban dân sự vì thích môn pickleball nên đã dỡ bỏ những thứ như sân khúc quân cầu, công viên trượt băng hay các khu vực khác được giới trẻ sử dụng để xây dựng sân pickleball thay vì phục vụ lợi ích riêng của họ, cho thấy tình trạng càng coi thường của môn thể thao này. Vậy luồng ý kiến trái chiều về môn thể thao này có làm lay động những người đam mê từ bỏ? Có lẽ trong thời gian hiện tại thì pickleball vẫn sẽ trở nên nổi tiếng hơn vì những lợi ích của nó đem lại như phạm vi tác động rộng với mọi lứa tuổi và giới tính, hay là bộ môn cho những vận động viên chấn thương luyện tập.